Rồi, hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe. Hôm nay MeToMe sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo ra một tiếng đàn kìm có hiệu ứng tremolo. Thì ngoài tiếng đàn kìm cũng có một số tiếng khác như là tiếng đàn tranh hoặc là tiếng pipa, tiếng đàn tỳ bà đó các bạn, có thể tạo ra hiệu ứng tremolo tương tự tiếng đàn kìm này. Thì mọi người có thể theo dõi hướng dẫn của mình. Thứ nhất, bạn chọn một tiếng đàn kìm bất cứ tiếng đàn kìm nào cũng được. Đây là bộ sampler của mình, đây có tiếng đàn kìm. Thì trong tiếng đàn kìm này bình thường bạn có thể đánh, là bạn có thể thấy là nó không có hiệu ứng tremolo. Đây là một cái tiếng mà mình đã làm sẵn hiệu ứng tremolo này. Đó, đây là hiệu ứng tiếng tremolo. Đó, mình sẽ đánh cho các bạn thấy. Đó, rất là dễ hình dung thôi nha. Khi mình đánh mạnh xuống thì nó sẽ ra được tiếng tremolo. Thì bạn muốn làm một tiếng này thì cũng rất là dễ thôi. Đầu tiên bạn sẽ chọn cái tiếng đàn kìm trước cho mình. Rồi, chọn tiếng đàn kìm. Rồi các bạn nhấn nút Direct Access. Rồi các bạn sẽ nhấn tiếp nút Harmony. Đó, các bạn nhớ bấm sáng nút Harmony là lên luôn nha. Rồi, bán sáng luôn. Bán sáng luôn. Rồi, trong phần Harmony này sẽ có nhiều mục. Thì các bạn để ý cái mục Echo này này. Thì trong Echo nó sẽ có 3 mục Echo, Tremolo và Chill. Thì bạn chọn Tremolo trước, sau đó bạn chọn Detail. Trong Detail thì các bạn chỉnh nó thành Speed là thành 32. Ở Accent thì nó có 3 mục là Multi, Ray 1, Ray 2, Auto. Thì các bạn muốn Accent cái nào thì tùy ý các bạn. Ví dụ như ở mình là mình sẽ thấy là mình đang chọn tiếng Ray 2, Ray 1 sáng này. Thì vậy nên mình chọn Ray 1 luôn cho nó chính xác. Rồi, volume của cái tremolo là cái tiếng tremolo đó sẽ kêu lớn hay là nhỏ theo ý của mình. Rồi, cái test limit này rất hay nha các bạn. Khi các bạn đánh test limit lớn lên thì bạn đánh mạnh tay xuống thì tremolo nó mới ra. Đây, mình thử nha. Rồi, còn nếu các bạn chỉnh cái test limit này thấp xuống thì bạn đánh nhẹ thôi là nó có luôn tiếng tremolo luôn. Đó, có ngay từ đầu luôn nè. Đó. Rồi, các bạn muốn tiếng tremolo này lớn nhỏ thì các bạn chỉnh ở volume bên đây. Đó, volume này. Đó, bạn có thể thấy này. Đó, ví dụ mình muốn tremolo nó kêu nhỏ thôi mà nặng tay mới được kêu thì mình chỉnh lớn cái này lên. Đó, bình thường tiếng bình thường này. Còn tiếng tremolo lớn lên khi mạnh tay. Đó. Lớn lên thì mình chỉnh mạnh nữa lên thì mình hết cỡ luôn. Đó, quấn yếu quá không lên được. Đó, quấn yếu quá không lên được thì mình đánh nhẹ xuống. Đó, thì muốn tiếng tremolo lớn lên bạn bạn cái volume này lớn lên. Đó, sẽ ra được cái câu tremolo rất là dễ sử dụng và rất là hiệu quả trong quá trình chơi đàn của các bạn. Đây. Rồi, chỉnh xong rồi các bạn giữ nguyên cái màn hình này, các bạn bấm Memory. Rồi. Và bấm nút số 1 hoặc là nhấn nút nào cũng được. Rồi. Sau khi lưu tiếng xong, các bạn bấm hai nút cộng trừ, hai nút một lần luôn. Rồi. Thì trong đây nó có những cái băng tiếng cũ của bạn, thì các bạn bấm nút menu này này để cho nó hiện ra. Nếu các bạn không thấy cái chữ save này nó sáng lên, tức là cái băng tiếng này đang ở trong cái bộ sampler, trong bộ expansion đó các bạn. Thì các bạn up lên, bấm up lên. Đó, bấm up lên thì cái nút save này nó sáng lên này, các bạn lưu lại, rồi nhớ đặt tên lại. Đặt tên tremolo gì đó. Rồi. Ok. Vậy thì cái băng tiếng này nó sẽ lưu được cái tiếng số 1 là tiếng tremolo mà mình vừa chỉnh. Đó, mình sẽ test lại nha. Đó. Vậy là xong. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người cách làm một tiếng kìm tremolo. Rồi, chúc mọi người thành công. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.